Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức đến Mông Cổ từ ngày 2 đến 3 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Ukhnagin Khrushchev. Tòa án hình sự quốc tế ICC đã đề nghị Mông Cổ bắt nhà lãnh đạo Nga vì một cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Mặc dù là một thành viên của ICC, nhưng Mông Cổ đã không làm theo đề nghị. Giải thích với tờ Politico EU ngày 3 tháng 9, một phát ngôn viên chính phủ Mông Cổ cho biết nước này luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi mối quan hệ ngoại giao. Người phát ngôn nói thêm rằng, Mông Cổ nhập khẩu 95% sản phẩm xăng dầu và hơn 20% điện từ láng giềng của chúng tôi. Nguồn nhập khẩu này trước đây đã bị gián đoạn vì các lý do kỹ thuật. Nguồn cung cấp này rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của đất nước và nhân dân chúng tôi. Theo đài RT, ICC có thể chính thức lên án Mông Cổ vì không thi hành lệnh bắt, nhưng thiếu thẩm quyền để ban hành hình phạt hay cấm vận. Nga tuyên bố lệnh bắt của Mông Cổ là vô hiệu vì Nga không ký kết quy chế Rome về ICC, nghĩa là không công nhận thẩm quyền của cơ quan này. Ông Putin đến Ulaanbaatar vào tối 2 tháng 9 và gặp Tổng thống Khrushchev cùng các nhà lãnh đạo Mông Cổ trong ngày 3 tháng 9. Hãng tin TASS cho biết, nhà lãnh đạo ca ngợi thái độ tôn trọng của Mông Cổ và cho rằng hai nước có quan điểm gần gũi về nhiều vấn đề thời sự quốc tế. Trong chuyến thăm của Tổng thống Putin, phái đoàn hai nước đã ký kết 5 văn kiện hợp tác. Tổng thống Putin cũng mời Tổng thống Khrushchev đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS vào tháng 10. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Mông Cổ là một nước thân thiện và là đồng minh của Nga trong nhiều thập niên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.